Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 51, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 18 tháng 6 năm 1998. Xin mời xem kinh bản, trang 14, hàng thứ 3, trang 14, hàng thứ 3. Trong đoạn kinh văn này là nói rõ thắng tấn quả hạnh. Xin xem phần kinh văn: Liễu đạt chư Phật hy hữu quảng đại bí mật chi cảnh, thiện tri nhất thiết Phật bình đẳng pháp, dĩ tiễn Như Lai phổ quang minh địa, nhập ư vô lượng tam muội hải môn, ư nhất thiết xứ giai tùy hiện thân, thế pháp sở hành tất đồng kỳ sự, tổng trì quảng đại tập chúng pháp hải, biện tài thiện xảo chuyển bất thối luân. Trong đoạn kinh văn này là nói Bồ Tát thế nhập quả pháp, cũng tức là thế nhập cảnh giới của quả địa Như Lai. Tuy Bồ Tát chưa chứng đắc quả vị cứu cánh viên mãn, nhưng cũng đạt được phần ít và phần nhiều. Trong kinh có nói: đại chúng đến tham dự, chúng loại khác biệt của họ đích thật là nhiều vô số. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, các loại không đồng đoàn thể thì cũng như trong pháp thế gian chúng ta không đồng nghề nghiệp, không đồng tôn giáo đoàn thể, tức là có vô số đoàn thể trong các ngành, các nghề, các giới đều đến tham dự đại hội. Số người đến tham dự đại hội này, mọi người cũng biết, đều là bậc pháp thân đại sĩ trong giáo pháp đại thừa. Nói họ đã đoạn kiến tư phiền não, và cũng đã đoạn hết trần sa phiền não, mức độ thấp nhất cũng đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì gọi họ là pháp thân đại sĩ. Cũng tức là trong bổn kinh nói, những bậc Bồ Tát từ viên giáo sư trụ trở lên, thắng là thù thắng, tấn là không ngừng cầu tiến bộ. Bậc sư trụ Bồ Tát, họ đã chứng đắc quả báo chân thật, không phải Phật Bồ Tát của trong thập pháp giới. Phật Bồ Tát của trong thập pháp giới, tại trong Pháp Tướng Tông có nói là hàng Bồ Tát thuộc vị sanh tánh. Nếu là chứng đắc pháp thân, tức là họ đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì không phải là vị sanh tánh, mà là bậc Bồ Tát thuộc đồng sanh tánh. Tuy là Bồ Tát thuộc đồng sanh tánh, đồng sanh tánh là quả báo chân thật, nhưng họ lại thể hiện Bồ Tát thuộc vị sanh tánh. Vì sao chúng ta sẽ bàn đến? Đó là thị hiện. Cho nên có gốc, có tích. Hiện tại thấy đều là
từ trong nhân địa mà nói, liễu đạt chư Phật thi hữu quảng đại bí mật chi cảnh. Đây chính là khế nhập cảnh giới thâm mật của Phật. Đoạn kinh văn có 4 câu. 4 câu này là nói quả pháp. Câu thứ nhất là cảnh giới thâm mật của Phật. Quý vị nhất định phải biết Phật pháp là pháp bình đẳng, Phật pháp là pháp thanh tịnh. Trong Phật pháp tuyệt đối không có bí mật. Trong kinh Đại Thừa nói mật là nói thâm mật, không phải nói bí mật. Chỗ này nói bí mật chi cảnh cũng là nói thâm mật. Chẳng những hạng phàm phu không biết được, cao sâu khôn lường, cho dù là các bậc ngoài tam giới như Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, vị Phật này là Phật của trong thập pháp giới. Đại sư Thiên Thai có nói Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật đều là thuộc về Phật của trong thập pháp giới. Còn biệt giáo Phật là đã siêu việt thập pháp giới, đó là nhất chân pháp giới. Biệt giáo Phật cũng chưa thông đạt hiểu rõ cảnh giới của quả địa Như Lai. Chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ thì họ có thể thông đạt hiểu rõ. Hai chữ liễu đạt này tức là thông đạt hiểu rõ, hiểu rõ cảnh giới rộng lớn hy hữu của chư Phật. Thực hiện trên sự tướng chính là ba nghiệp của trong quả địa: thân, ngữ, ý. Ba nghiệp thân, ngữ, ý của trong quả địa cũng là sâu rộng vô lượng. Cảnh giới này không có cách nào hình dung được, cho nên trong kinh gọi là cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn. Chỉ có người khế nhập cảnh giới thì họ có thể lãnh hội được. Nếu chưa có khế nhập cảnh giới, chúng ta muốn lãnh hội được mấy phần, nhất định phải nhờ Phật lực gia trì. Chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh để khẩn cầu. Sự khẩn cầu này như lý như pháp, cũng tức là dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Cái tâm này là năng cảm, thì chư Phật Như Lai năng ứng. Thân của Phật trong bổn kinh nói có 10 thân, có 10 loại thân. 10 loại thân này quy nạp lại không ngoài ba thân, tức Pháp Thân, Bảo Thân, Ứng Hóa Thân. Ba thân đều là hy hữu rộng lớn. Pháp Thân hy hữu rộng lớn, chúng ta dùng so sánh thì dễ hiểu. Bảo Thân trong kinh thường nói, báo thân là thân lớn.
do trí huệ tích tập sở hiện thân tướng. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Ứng hóa thân cũng là như vậy. Cho nên ba thân của trong quả địa, một tức là ba, ba tức là một, nếu dùng ứng hóa thân mà nói cũng là khắp hư không pháp giới. Thân Phật ở đâu? Ở khắp mọi nơi. Trong bổn kinh nói đức hiệu của pháp thân Như Lai là Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là khắp tất cả chỗ. Cho nên thân Phật ở khắp mọi nơi, ở bất cứ lúc nào, ở chỗ nào cũng có pháp thân khắp tất cả chỗ. Bảo thân và ứng hóa thân cũng khắp tất cả chỗ. Cho nên trong 10 loại đức hiệu của Phật, cái đức hiệu thứ nhất là Như Lai. Hai chữ Như Lai này ý nghĩa rất rộng. Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói, đó là nói ứng hóa thân của Phật không nơi nào lại, cũng không về đâu, gọi là Như Lai. Cũng giống như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, nơi này sanh ra thì liền diệt mất, gọi là Như Lai. Vì sao Phật sanh ra thì liền diệt mất? Chúng sanh có cảm thì Phật sanh ra. Sanh ra tức là hiện tướng. Lực lượng cảm ứng của chúng sanh mạnh thì thời gian dài, tức ứng hóa thân trụ thế thời gian dài. Lực lượng cảm ứng của chúng sanh yếu thì thời gian ngắn tạm, tức thọ mạng của ứng hóa thân trụ thế thì ngắn. Chúng ta đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ xem thấy, thế gian tự tại Vương Như Lai trụ thế 42 kiếp. Vì lúc đó lực lượng cảm ứng của chúng sanh mạnh, Phật không có thiên vị, cũng không có tình cảm riêng tư. Tâm của Phật Bồ Tát thanh tịnh bình đẳng, chỗ nào có cảm thì chỗ đó có ứng. Như trong Phẩm Phổ Môn có nói, ngàn chỗ mong cầu thì ngàn chỗ ứng. Chữ ngàn này không phải là con số, mà là vô lượng vô biên. Có thể ứng khắp tất cả chúng sanh, có thể đồng thời ứng khắp tận hư không khắp pháp giới chúng sanh. Cho nên chúng ta không thể nói thần tướng của Phật lớn, cũng không thể nói thần tướng của Phật nhỏ, cũng không thể nói thọ mạng của Phật dài, cũng không thể nói thọ mạng của Phật ngắn. Thấy điều là chúng sanh có hư vọng, phân biệt chấp trước, tạp khí, vô thị, vô minh.
thì gọi là hy hữu quảng đại bí mật chi cảnh. Bí mật không chỉ như vậy. Nếu chỉ nói như vậy thì cái bí mật này cũng không hiếm lạ. Cái hiếm lạ là gì? Phật có, chúng ta cũng có. Đây mới là hy hữu bí mật. Phật quảng đại, chúng ta cũng quảng đại. Thật là không thể nghĩ bàn. Vì sao Phật hiện được, chúng ta không hiện được? Thế Tôn tại trong kinh này đã cho chúng ta biết. Trong phẩm xuất hiện có nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Chúng ta là chúng sanh, trong tất cả chúng sanh bao gồm ta trong đó. Cũng không bỏ sót một vị đồng tu nào, bao gồm ở trong đó, đều có trí huệ của Như Lai. Trí huệ của Như Lai không thể nghĩ bàn. Đích đích thật thật, tận hư không khắp pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, không gì không biết, không gì không thể. Trí huệ của Như Lai là chánh biến tri. Chánh là chính xác, không có sai lầm chỗ này. Biến tức là viên mãn. Cái trí huệ này không phải từ bên ngoài mà có, mà là trong tự tánh vốn có đầy đủ, không phải từ bên ngoài mà có. Mọi người nhất định phải hiểu điều này. Chẳng những trí huệ là viên mãn, đức, ý nghĩa của đức là năng lực, kỹ xảo năng lực là đức. Không có một thứ nào mà Phật không biết, không có một thứ nào mà Phật không thể. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, Phật đều có thể, đều có thể làm được, đều có thể làm được rất là viên mãn. Đây là đức lớn của Phật. Tướng là tướng tốt quang minh. Người thế gian chúng ta gọi là người có phước tướng. Đức tướng là nói 32 tướng. Tức là có đủ tướng phú quý. Tướng phước trí và tướng viên mãn. Chúng ta mỗi một người đều có đủ, cùng với quả địa Như Lai không hai không khác. Đây chính là hy hữu quảng đại bí mật. Thế nhưng nay trí huệ và đức tướng của chúng ta không thể hiện tiền. Nguyên nhân không thể hiện tiền ở tại đâu? Phật nói chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật nói câu này tức là đã nói rõ bệnh căn của chúng ta. Lòng từ bi của Thế Tôn, Ngài giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Đây là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện. Còn tha phương thế giới chư Phật Như Lai thị hiện thì thời gian càng dài lâu. Giảng kinh thuyết pháp thì thời gian cũng rất dài lâu. Tại vì sao? Vì muốn giúp cho tất cả chúng sanh giải quyết những vấn đề căn bản.
những vấn đề căn bản chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là phiền phức nhất. Lục đạo và thập pháp giới từ đâu mà có? Nó vốn là không có, vốn là thì gọi là nhất chân pháp giới. Đây là thật. Thập pháp giới là giả, không phải thật. Trong Kinh Kim Cang có nói: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Tất cả pháp hữu vi, thập pháp giới đều là pháp hữu vi. Chư Phật Bồ Tát của trong thập pháp giới vẫn còn dùng 8 thức 51 tâm sở. Họ vẫn chưa chuyển thức thành trí. Nếu họ chuyển thức thành trí thì họ siêu việt thập pháp giới, thì không còn ở trong thập pháp giới. Cho nên phải hiểu được tâm của Bồ Tát là trí huệ. Trí huệ bát nhã là tâm của Bồ Tát, là tâm Phật. Lục đạo chúng sanh trong thập pháp giới, chúng ta gọi họ là nội phàm. Thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật, chúng ta gọi họ là ngoại phàm. Họ vẫn chưa thoát khỏi danh hiệu của phàm phu. Cho nên danh giới phân chia giữa phàm và thánh là ở nơi thập pháp giới. Siêu việt thập pháp giới thì gọi là thánh nhân, chưa siêu việt thập pháp giới thì vẫn còn là phàm phu. Phật tại trong kinh có nói: có đủ 3 thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì quý vị là lục đạo phàm phu. Lục đạo do đây mà có. Nếu buông xả được chấp trước, tức phá được chấp trước, quý vị vẫn còn có vọng tưởng và phân biệt, nhưng không có chấp trước, thì lục đạo không còn nữa. Quý vị đã ra khỏi lục đạo. Tuy đã ra khỏi lục đạo, hãy còn tứ thánh pháp giới, tức thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Hãy còn có những pháp giới này. Những pháp giới này do đâu biến hiện ra? Là do vọng tưởng phân biệt biến hiện ra. Quý vị còn có phân biệt. Nếu đã đoạn trừ phân biệt thì xin chúc mừng quý vị, quý vị đã ra khỏi thập pháp giới, trở về đến nhất chân pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nhất chân pháp giới có 41 vị pháp thân đại sĩ, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Vì sao lại có nhiều thứ bậc như vậy? Thứ bậc là từ vọng tưởng sanh ra. Vọng tưởng chính là vô minh. Quý vị đoạn hết vọng tưởng thì chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Thật tại mà nói, Phật nói rất rõ ràng, rất rành mạch. Phật đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh hiển thị ra cho chúng ta thấy. Mục đích của Phật chỉ dạy cho chúng ta là dạy cho chúng ta thành Phật, dạy cho chúng ta buông xả thập pháp giới hư vọng. Chúng ta phải thế nhập nhất chân pháp giới, quả địa của chư Phật Như Lai. Cảnh giới hy hữu quảng đại bí mật chính là chỉ cho cảnh giới này. Tận hư không khắp pháp giới là cảnh giới của Như Lai.
cảnh giới này đích thật một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chẳng những tánh tướng là viên dung, lý sự là viên dung, tất cả pháp đều là bình đẳng. Cho nên kế tiếp câu thứ hai nói: thiện tri nhất thiết Phật bình đẳng pháp. Câu này nói thiện tri, chú trọng ở chữ thiện này. Nay chúng ta đọc kinh Phật cũng biết được Phật nói tất cả pháp bình đẳng, thế nhưng chúng ta không thể thế nhập vì cái biết của chúng ta không phải thiện tri. Tại vì sao? Vì chấp tướng. Vẫn là rơi vào trong vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì là bất thiện. Nếu mà lìa tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì là thiện. Thân nghiệp của Như Lai khắp khắp giới, ngữ nghiệp khắp khắp giới, ý nghiệp khắp khắp giới. Phần kinh văn phía sau chúng ta sẽ xem thấy có nói rất nhiều. Năm xưa Đức Thế Tôn ở Ấn Độ giảng kinh thuyết pháp, thói quen của người Ấn Độ khác với người Trung Hoa. Người Trung Quốc thích vắn tắt và rõ ràng, còn người Ấn Độ thì thích lặp đi lặp lại nhiều lần, thích giảng được rất rõ ràng, rất rành mạch, nghe không chán, không chán lặp đi lặp lại nhiều lần. Thật tại mà nói, cách nghe thói quen của người Ấn Độ thì hay hơn người Trung Quốc. Người Trung Quốc thích vắn tắt mà rõ ràng, nghe một lần không hiểu thì thôi, không có cơ hội nghe lại để học tập. Người Ấn Độ thích nghe nhiều lần, nghe một lần không hiểu lại nghe lần thứ hai, nghe lần thứ hai không hiểu lại nghe lần thứ ba, nghe nhiều lần để huân tập, thì không có lý nào mà họ không được thành tựu. Đặc biệt là đối với chúng sanh trong thời đại này chúng ta, căn tánh của chúng ta không nhạy bén, nhất định phải nghe đi nghe lại nhiều lần, không ngừng mà huân tập, thì chúng ta mới có giác ngộ, mới có thể hiểu rõ, mới có thể thật sự tỉnh ngộ. Trong này có một câu quan trọng nhất thì nãy đã nói, mọi người nhất định phải nhớ kỹ, đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay đã bị những thứ này làm hại quá sâu. Ngày nay chúng ta học Phật vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên trong hội Kim Cang Bát Nhã, Đức Thế Tôn vô cùng từ bi chỉ dạy cho chúng ta, pháp còn phải xả bỏ, huống chi là chẳng phải pháp. Đây là nói đến chỗ rốt ráo. Pháp là gì? Pháp là Phật pháp. Xả bỏ là gì? Là không nên chấp trước, không nên phân biệt. Đây là bảo quý vị buông bỏ, kể cả Phật pháp cũng phải buông bỏ, huống chi là pháp thế gian. Nhất chân pháp giới cũng không chấp trước, huống chi là thập pháp giới. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ mục đích học Phật của chúng ta là gì. Chúng ta không thể không rõ ràng, không minh bạch điều này.
Mục đích học Phật của chúng ta chính là phải hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Mục đích chính là phải thoát khỏi tam giới, siêu việt thập pháp giới. Chư Phật Như Lai chỉ dạy cho chúng ta, các ngài hy vọng chúng ta ở cõi này tu học cũng đạt được mục tiêu này. Đối với dụng công phu tu hành, chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Vi học và vi đạo khác nhau. Cổ Đức có nói, vi học ngày tăng, vi đạo ngày giảm. Hai câu này rất hay. Vi học là gì? Là cầu học vấn. Học vấn là thuộc pháp thế gian. Mỗi ngày quý vị học hỏi có tiến bộ, có tăng thêm. Như Hàn Vũ, đây là nhà văn vĩ đại, của trong lịch sử Trung Quốc. Trong 8 nhà văn đời Đường Tống, ông đứng hàng đầu. Hiện nay ông ta đang ở đâu? Ở trong ngạ quỷ đạo, chưa ra khỏi tam giới. Làm sao tôi biết ông ta đang ở trong ngạ quỷ đạo? Là lão cư sĩ Chu Kính Trụ nói cho tôi biết. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ nói với tôi rằng nhạc phụ của ông là lão nhạc trưởng Dương Thái Viêm Tiên Sinh. Tiên Sinh là Pháp học đại sư Trung Quốc của trong năm đầu dân quốc. Ngài là nhà Hán học, có học vấn, có đạo đức. Lúc Ngài còn tại thế đã từng làm qua phán quan của Đông Nhạc Đại Đế. Địa vị đó rất cao. Đông Nhạc Đại Đế là quỷ vương, địa vị chỉ thấp hơn Diêm La Vương. Diêm La Vương thí như là tổng thống, Đông Nhạc Đại Đế thí như là tổng đốc xưa kia. Không phải là tỉnh trưởng, nhưng ông trông coi nhiều tỉnh, địa vị còn cao hơn tỉnh trưởng. Hình như là trông coi 5-6 tỉnh. Còn địa vị của phán quan cũng rất cao, tương đương với bí thư trưởng hiện nay. Ngài là bí thư trưởng của Đông Nhạc Đại Đế. Cho nên mỗi buổi tối Ngài phải đến chỗ của Đông Nhạc Đại Đế để làm việc. Ngài nhìn thấy Hàn Vũ, Ngài đọc văn chương của Hàn Vũ, Ngài đối với Hàn Vũ cũng rất kính phục. Hàn Vũ ở trong ngạ quỷ đạo, thọ mạng trong ngạ quỷ đạo rất dài, còn thọ mạng của nhân đạo thì ngắn. Trong lịch sử có rất nhiều nhân vật, Ngài đến ngạ quỷ đạo thấy đều nhìn thấy. Ngài nói chuyện với họ, cùng với họ thảo luận học vấn trong ngạ quỷ đạo, gọi là vi học. Còn vi đạo thì khác. Vi đạo là ngài giảm, giảm là vi đạo phải buông bỏ. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, tiếp xúc Phật Pháp được khoảng một tháng thì quen biết với Đại sư Chương Gia. Lần đầu tiên thì tôi thỉnh giáo với Ngài. Lúc đó tôi biết được Phật Pháp thù thắng, Phật Pháp cao minh.
thì tôi xin thỉnh giáo với Ngài, có phương pháp nào khiến cho tôi có thể rất mau thế nhập được không? Thì Ngài dạy cho tôi 6 chữ: nhìn thấu được, buông bỏ được. Nay tôi học Phật đã học 40 mấy năm. Ở trên giảng đài giảng kinh cũng gần 40 năm. Tôi học Phật được 7 năm thì đi giảng kinh. Bốn mươi mấy năm tâm được kiên cố hành đạo là nhờ Ngài thở ban đầu khai thị, nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu là thông đạt hiểu rõ thì gọi là nhìn thấu. Buông bỏ là dẹp trừ tất cả chướng ngại. Đúng như Phật có nói, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc, chúng ta phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật chỉ nói vọng tưởng chấp trước, thật ra đã bao gồm phân biệt, vì đã lược bỏ. Nay chúng ta đang làm việc gì? Mỗi ngày đang làm việc gì? Tức là mỗi ngày làm buông bỏ là đang làm việc này. Nhìn thấu thế gian, hết thảy tất cả pháp là giả, không có một thứ nào là thật. Trong kinh có nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Hai câu này là Phật tại trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói với chúng ta. Còn trong kinh Lăng Nghiêm thì nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chỗ này sanh ra thì liền diệt mất, thấy điều là nói rõ cho chúng ta biết chân tướng của sự lý trong thập pháp giới. Chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần, tức lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, ý niệm vừa khởi dậy, vừa nói dậy thì liền đề khởi giác quán. Thì công phu sẽ được đắc lực. Công phu đắc lực thì thân tâm thanh tịnh. Cảnh giới bí mật quảng đại của Như Lai là gì? Chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Quý vị dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm bình đẳng đối trước cảnh giới này, thì quý vị dần dần sẽ thể hội được cảnh giới này. Quý vị dần dần sẽ thông suốt. Câu thứ hai nói thiện tri. Chữ thiện này chúng ta tuyệt đối không thể coi thường. Thiện tri thì có thể thế nhập tất cả Phật, thế nhập pháp bình đẳng. Tất cả Phật tức quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, thế nhập được cảnh giới này thì chúng ta nhìn thấy tất cả chúng sanh trong đại địa vốn là thành Phật. Thì sự thọ dụng của quý vị không thể nghĩ bàn. Khi chưa thế nhập cảnh giới này thì tâm của quý vị không bình đẳng, có phân biệt cao thấp, có khác biệt nhiễm tịnh. Thể khế nhập cảnh giới này thì là bình đẳng. Sanh Phật bình đẳng, tức chúng sanh và Phật đều bình đẳng. Vạn pháp như một.
tất cả hạnh nguyện của Phổ Hiền. Sau cùng quy nạp thành 10 điều. Hạnh Phổ Hiền, toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, từng chữ từng câu đều là dạy tu hạnh Phổ Hiền. Không phải chỉ có Phẩm Ly Thế Gian nói 2000 pháp môn, Mà đó là đã quy nạp thành 2000 pháp môn. Thật ra từng chữ từng câu đều bao hàm vô lượng pháp môn. Sau cùng vì muốn giảng cho dễ hiểu nên Phật quy nạp thành 10 điều cương lĩnh. Điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Chúng ta mà thật sự làm được nhất tâm cung kính, nhất thiết cung kính. Cái tâm cung kính này là thanh tịnh, cái tâm cung kính này là chân thành, cái tâm cung kính này là không phân biệt. Tại vì sao? Vì biết được Phật, Phật bình đẳng, tất cả chư Phật thể tánh bình đẳng, pháp thân không hai. Thì mới có thể lãnh hội được tình và vô tình đồng viên chủng trí. Nếu không thì làm sao đồng với nhau được? Chúng ta thể hội được đạo lý này thì dần dần có thể thế nhập cảnh giới này. Thì trí huệ trong tự tánh sẽ hiện tiền, cũng có năng lực giải quyết được rất nhiều vấn đề nan giải trong thập pháp giới. Như nay mọi người đều biết, trong thế gian này có rất nhiều kiếp nạn. Có phương pháp giải quyết hay không? Trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy rất rõ ràng, không có lý nào mà không thể giải quyết được. Đại kiếp nạn do nguyên nhân gì thành hình? Quý vị phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Sau đó quý vị đem nhân tố đó hóa giải thì kiếp nạn tự nhiên hóa giải được. Kiếp nạn thành hình chẳng những là kiếp nạn, tất cả các pháp thành hình chẳng những là thập pháp giới, bao gồm cả nhất chân pháp giới. Tất cả các pháp này từ đâu mà có? Các nhà khoa học và các nhà triết học hiện nay họ đang thảo luận, nghiên cứu nguồn gốc của sinh mạng. Sinh mạng từ đâu mà có? Truy tìm nguồn gốc của vũ trụ. Họ phải nhờ vào rất nhiều máy móc của khoa học để thăm dò, có tìm được chân tướng sự thật hay không? Xin thưa với quý vị, vĩnh viễn không tìm được. Tại vì sao? Vì phương hướng đã sai.
Vậy phương hướng nào mới là chính xác? Là thiền định. Thế như các nhà khoa học hiện nay, họ biết không gian rất phức tạp. Cái gọi là 3 độ không gian, 4 độ không gian, 5 độ không gian, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có phụ thêm trong phần cuối của chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài dẫn dụng các nhà khoa học ngoại quốc đã chứng minh có 11 độ không gian tồn tại. Thế nhưng từ trên lý luận mà nói thì có vô lượng không gian duy thứ, không phải chỉ có 11 độ mà là có vô lượng vô biên. Đây là sự thật, không phải giả. Vì sao không gian lại phức tạp như vậy? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước quá phức tạp. Vô hạn độ không gian là từ đâu mà có? Tuy nay các nhà khoa học đã chứng minh, nhưng họ không thể đột phá. Họ rất muốn tìm một phương pháp để đột phá, đến bây giờ họ vẫn chưa tìm ra. Thế nhưng tại trong Phật Pháp sớm đã đột phá. Dùng phương pháp gì để đột phá? Dùng thiền định. Vì sao thiền định có thể đột phá được? Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì không gian được thành hình là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Quý vị dùng công phu thiền định, thì có thể phá trừ được chấp trước, không còn chấp trước, thì đã đột phá lục đạo. Có nghĩa là chúng ta đã đột phá được 6 cái không gian không đồng, lại tiến thêm một bước, có thể đột phá được phân biệt. Định lực càng sâu, tỷ niệm phân biệt không còn nữa. Nếu đột phá được thanh văn pháp giới, duyên giác pháp giới, bồ tát pháp giới và phật pháp giới, thì quý vị khế nhập nhất chân pháp giới. Cho nên quý vị phải biết tu học Phật pháp, cái then chốt chung chính là tu thiền định, bất luận là tu học pháp môn nào. Trong 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, pháp là phương pháp, môn là bí quyết. Phương pháp và bí quyết tuy có khác nhau, nhưng đều là tu thiền định. Này chúng ta tu pháp môn niệm Phật, chuyên dùng trì danh niệm Phật, đây là phương pháp thủ đoạn. Mục đích là gì? Là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Quý vị niệm đến công phu thành phiến, tức là trong thiền tông gọi là quán chiếu. Niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì thiền tông gọi là chiếu trụ. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn chính là chiếu kiến. Không có khác biệt. Chúng ta dùng phương pháp thủ đoạn khác nhau. Công phu thành tựu không có khác nhau. Cho nên trong kinh có nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp môn cũng là bình đẳng. Trí huệ bình đẳng. Vì vậy đức không tăng giảm. Nội dụng bình đẳng, cho nên bi nguyện ứng hóa độ sanh. Nội dụng là nội nhân, tức là bổn nguyện của chính mình.
chúng ta trong nhân địa đã phát đại nguyện độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát lập tức có ứng. Đây là tác dụng bình đẳng. Câu thứ hai, chúng tôi đã nói đại ý của hai chữ thiện tri. Đại sư Thanh Lương có một giải thích, chúng tôi xin đọc ra. Phật sở chứng pháp bình đẳng chính là đệ nhất nghĩa. Hai này không hai, là một không phải hai, nên gọi là thiện tri. Ngài Thanh Lương giải thích hai chữ thiện tri này cũng giải thích được rất hay. Trong pháp bình đẳng nói Phật Phật bình đẳng, sở chứng bình đẳng. Hai thứ này là một không phải hai. Cho nên vào năm đầu dân quốc, Đại sư Âu Dương Cánh Vô có nói Phật Pháp không phải tôn giáo, Phật Pháp không phải triết học, mà người đời nay rất cần thiết. Ngài nói ra những lời này quả thật là phi thường. Chúng ta nghĩ xem, nếu Ngài không khế nhập cảnh giới này thì Ngài làm sao nói được những lời này? Vì sao Phật Pháp không phải triết học? Vì trong triết học có năng sở. Tuy trong Phật Pháp có nói năng sở, nhưng năng sở là một không phải hai. Cho nên Phật Pháp không phải triết học. Thì gọi là thiện tri. Chẳng những năng sở không hai, mà pháp pháp không hai, sanh Phật không hai, tự tha không hai. Thật sự khế nhập cảnh giới này thì đối với tất, thì đối xử với tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, tất cả động vật, rồi mũi kiến gián, tất cả quỷ thần, tất cả vạn vật phải thương yêu bình đẳng, phải quan tâm bình đẳng, phải giúp đỡ bình đẳng. Nhất định phải phát cái tâm này. Nếu không phát cái tâm này thì quý vị chưa khế nhập cảnh giới. Hệ khế nhập cảnh giới tức là trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Tại vì sao? Vì quý vị đã thấy tánh thì tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Pháp vốn là như vậy, không phải là miễn cưỡng. Chúng ta nói phát tâm, có cái tâm phát thì không được, mà là rất tự nhiên lưu lộ ra, thì gọi là thiện tri. Phần kinh văn câu thứ ba, dĩ tiễn Như Lai phổ quang minh địa. Tiễn là thực tiễn,
đã bước vào trụ xứ của Như Lai. Đây tức là trong tục ngữ chúng ta thường nói đã chứng đạo, đã thành Phật. Trong địa vị của Phật cũng có thứ bậc. Cổ Đại Đức có nói địa vị thứ bậc của Phật có thập địa. Bổn kinh là nhất thừa viên giáo. Trong Đại Thừa Biệt Giáo nói thập địa chính là địa vị thập trụ của viên giáo. Sơ địa của biệt giáo bằng với sơ trụ của viên giáo. Đây là các đồng tu đều biết. Họ đích thật đã thành Phật. Họ thật sự đã thành Phật, không phải giả. Đại sư Thiên Thai có nói lục tức Phật. Họ là phân chứng tức Phật. Tuy họ không phải viên mãn, họ là phân chứng. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều là phân chứng tức Phật. Họ là thật, họ không phải giả. Cho nên bậc sơ trụ Bồ Tát thì có năng lực thị hiện trong khắp pháp giới, thị hiện tám tướng thành đạo thành Phật, đáng dùng thân Phật mà được độ thoát, thì các ngài hiện thân Phật. Bậc sơ trụ Bồ Tát thì đã có cái năng lực này, còn biệt giáo chính là sơ địa. Cho nên trong kinh Tán Thán, thậm thâm nan tri, quảng minh trí đức địa. Câu này là trong kinh Đại Thừa Đồng Tánh nói. Đại sư Thanh Lương ngài đem đoạn kinh văn này trích lục ra.